Sup mấy bạn đã trở lại với vlog Chung. Thì bữa nay cái video này Chung sẽ làm ngắn gọn thôi, bởi vì là Chung chỉ muốn chia sẻ với mấy bạn cái giáo án vlog 2 Push to Leg Chef Nipper. Thì hồi hôm bữa là Chung có quay một số cái video rồi, nhưng mà do là bữa là Chung thật sự là bữa giờ là quá bận luôn á mấy bạn. Tại vì là Chung phải đổi một cái job khác, Chung mới nghỉ một cái job và bây giờ mới nhận được một cái job mới. Thì trong quá trình đó nó cũng rất là nhiều thứ, nó phức tạp. Thành ra là Chung sẽ phải tạm ngưng bữa giờ ha. Thì như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình tập luyện của mấy bạn. Đâm ra là Chung sẽ có một cách để chia sẻ cái vlog 2 đến với mấy bạn ha. Thì Chung làm một cái file Excel và có ghi gần như là đầy đủ lại cái vlog 2 hết luôn. Thì lát nữa Chung sẽ show cho mấy bạn ở cái khung hình bên này. Và thật sự là cũng rất xin lỗi mấy bạn vì bữa giờ Chung không có ra video đều được. Thì cái dự án của Chung và Phúc với Defeat Việt Nam ở bên channel đó, thì Chung với Phúc vẫn đang lên content và chuẩn bị bấm máy cho mấy bạn, và cũng muốn chia sẻ với bạn trong cái quá trình cutting đợt này của Chung và Phúc. Đâm ra là sẽ cố gắng để update với mấy bạn càng nhiều càng tốt ha. Nếu mà được thì sẽ là mỗi tuần một video và sẽ có cái cách post video của Chung và Phúc ha, thì mấy bạn chờ đón xem. Còn về cái vlog 2 này thì mấy bạn có thể lên, Chung có để một cái đường link ở dưới phần description box á, mấy bạn phần miêu tả, mấy bạn xuống dưới đó, mấy bạn bấm vào cái đường link Google Drive, mấy bạn download cái đó về, và từ đó mấy bạn có thể tập được. Về cái chi tiết của giáo án thì lát nữa Chung sẽ hiện cái màn hình của cái giáo án lên đây và Chung sẽ hướng dẫn mấy bạn là có những cái điểm nào mà lưu ý ha. Ok, thì rất là cảm ơn mấy bạn đã theo dõi cái vlog 2 của Chung. Và bởi vì là hiện tại là Chung đã đổi qua giáo án mới rồi nên Chung không thể nào quay tiếp tục cho mấy bạn được. Thì có gì mấy bạn comment ở dưới cái video này nếu mà có gì thắc mắc về cái giáo án tập ha. Thì rất là cảm ơn mọi người nha. Hy vọng là mọi người đừng có giận Chung vì không ra việc video. Thì Chung sẽ chia sẻ toàn bộ giáo án lên trên đây với bạn đau về các bạn tập tiếp ha. Còn nếu mà về cái cách tập ha, thì cái vlog 1 á, cái vlog 2 á, nó khá là giống, nó gần như là giống với lại cái playlist Deload. Thì Chung sẽ để ra cho mấy bạn, rất là giống cái playlist Deload. Thì mấy bạn có thể coi cái Deload đó để mấy bạn có thể có được cái ý tưởng của cái vlog 2 á, và nó gần như là giống như vậy. Thành ra mấy bạn coi cái đó. Ok, thì hy vọng mấy bạn thích cái video, thích cái giáo án Push Pull Leg Chef Nipper này, và nhớ tập thử nha. Ok, peace out. Yo, thì đây sẽ là cái vlog 2 của giáo án Push Pull Leg Chef Nipper mà Chung đã nói với mấy bạn. Thì ở đây trong cái giáo án này thì Chung sẽ có một số lưu ý với mấy bạn để tránh thắc mắc ha. Thì những cái mà Chung tô vàng ở đây là những cái mà nó sẽ có sự thay đổi qua từng tuần. Mấy bạn có thể thấy là cái số rep max, số rep max ở đây trong hai bài deadlift và tempo squat nó sẽ thay đổi qua từng tuần đến tuần 8 luôn ha. Thì ở hai bài này thì Chung sẽ lưu ý với mấy bạn, ở đây sẽ có một cái nút màu đỏ ha. Những cái chỗ màu đỏ đây là sẽ là cái phần comment mà Chung muốn lưu ý với mấy bạn. Thì đây sẽ là cái comment mà Chung muốn nói với mấy bạn. Thì giống như đây sẽ là cái work up lên tới mức 90% và sau đó mấy bạn sẽ test rep max ha. Thì đây giống như là sẽ là set đầu tiên, và chỉ có một set duy nhất thôi. Thì mấy bạn sẽ work up, giống như là warm up từ từ lên khoảng 5-6 set gì đó, rồi mấy bạn mới tập mức 90% cho một set và một rep ha. Thì đó là cái lưu ý của Chung. Còn đối với lại cái bài mà bench press ở đây cũng có một cái nút màu đỏ, thì đây là AMRAP. Thì mấy bạn chưa biết thì nó sẽ là viết tắt của As Many Reps As Possible. Thì ở bài này thì Chung khuyến khích mấy bạn là nên có một người đứng đằng sau lưng, thì vì bài này chỉ có một set thôi. Mấy bạn sẽ tập mức 85%, mấy bạn đẩy càng nhiều càng tốt, đẩy tới gần như là fail luôn á, thì nên có một người đứng đằng sau để đỡ lại cho mấy bạn ha. Ok, thì đó là sự lưu ý của Chung, những cái màu vàng là sự thay đổi. Còn những cái bài ở đây ha, mà có cái dấu màu xanh, có một Chung tô màu xanh ở đây hết đó, thì nó sẽ không có gì thay đổi hết, và từng tuần nó vẫn giữ nguyên. Giống như mấy bài bổ trợ ở đây thì các bạn sẽ giữ nguyên. Còn những cái eccentric này là những cái bài mà tập tempo chậm á mấy bạn. Mấy bạn đá lên rồi mấy bạn nhả từ từ xuống 3 giây ha. Bài này cũng tương tự luôn. Thì mấy bạn có thể nhiều lựa chọn, mấy bạn tập push leg push pull hoặc là push pull leg gì đó cũng được. Nhưng mà theo thứ tự của giáo án đó là leg push pull ha. Thì mấy bạn tập hết ngày pull số 1, sau đó mấy bạn có thể nghỉ giữa, mấy bạn tập tiếp ngày leg số 2, hoặc là mấy bạn sẽ tập tiên liên tục luôn, mấy bạn nghỉ vào ngày chủ nhật ha. Thì đó, và qua cái ngày push số 2 thì Chung cũng có lưu ý mấy bạn và là bài military press, foot press. Thì nó sẽ là 4 set cộng cho 4, thì là mỗi bài 4 rep tất cả đó mấy bạn. Thì chỉ có 3 set thôi. Thì đây khi mấy bạn tập OXP xong là military press đó, rồi mấy bạn sẽ tập 4 rep push press, rồi mấy bạn sẽ dùng chân để mấy bạn nhúng lên. Lưu ý ở bài ở cái ngày pull số 2 thì là A1, A2, A3 sẽ là 3 tree set. Ở đây cũng có cái dấu màu đỏ là chú ý dấu mà Chung comment cho mấy bạn ha. Thì là tập liên tục 3 bài. Thì cái pronated curl này là mấy bạn sẽ tập ngửa tay, rồi hammer curl là tập tay thẳng, và supinated curl là mấy bạn sẽ xoay ngửa tay ra để mình tập tới trước. Thì nếu như mấy bạn chưa biết tập những bài này thì mấy bạn có thể coi trong cái giáo án deload á,
trong cái buổi delete của cái block 2 trước khi qua block 2 á, thì đó là nó gần như là giống luôn. Thì mấy bạn, nếu như mấy bạn chưa biết, thì cái week 1 của chúng ta ở trong block 2 đó chính là tuần delete của mấy bạn, nên thành ra là những cái ngày lag push này nọ rất là giống y chang với block 2 luôn, thứ tự cũng rất là giống, chỉ có cái là số set và số rep nó sẽ khác nhau thôi. Nếu bạn chưa xem cái delete thì mấy bạn nhớ coi nha. Thì Trung sẽ để cái card ở trên góc bên này ha, mấy bạn sẽ coi cái playlist đó. Rồi thì đó là những gì Trung lưu ý với mấy bạn, thì hy vọng mấy bạn thích cái giáo án này. Và rất là xin lỗi mấy bạn vì đã không có thời gian để quay full những cái buổi tập cho mấy bạn. Thì theo đó, hay vào đó Trung sẽ chia sẻ cả toàn bộ cái block 2 cho mấy bạn thông qua cái file Excel này. Thì Trung sẽ để cái đường link ở dưới phần miêu tả, mấy bạn nhớ download ha. Thì rất là cảm ơn mấy bạn và đã theo dõi Trung. Thì nhớ like, share và subscribe cho nội Trung nha. Thì sao?